Cái này nha, nhạc phạm biên 80 không ha. Yeah.
này bà gì mà thấy nhiều người hát ghê. Mẹ tôi, What Can You. Bạn gái lại không cho nó dài cái cho nó có sức thì chứ. Thôi chịu hết nổi rồi, má này yếu quá, bệnh. Bệnh hả? Bệnh hả? Bà nghiệp quá, bệnh rồi. Không phải đâu. Không phải nó bệnh đâu, mỗi lần mà nó đau quá là nó bệnh à. Trắng nước hình hoa, màu của nó đậm đà. Giờ có cách nào xong cho hết đau không ta? Đó, có con bé đó. Con bé nó ngồi tới bên, bên vậy mà còn đau nữa thì thôi đi chứ. Đúng không em? Dạ. Không phải, tại mấy anh em đang bệnh mà. Đang bị cảm, người nó yếu rồi. Không anh khổ vì anh. Anh khổ vì em biết lắm mà không quậy. Anh sợ là bây giờ nghĩ anh không pha lại được cái màu giống vậy nè. Còn nhiều không anh? Còn cũng được cả nửa tiếng nữa. Gắng
ráng đi, ráng anh làm cái gò má với lại cái má của con quỷ là được rồi. Ok. Cái má này nó cái màu này không pha lại được. Cái màu này pha lần một à. Màu gì anh? Cái màu anh không biết màu này màu gì nữa. Cái gì ghê vậy? Để mốt hãng mà nó tài trợ cho anh đi rồi nó, anh đặt tên cho nó. Rồi mà giờ người ta kêu đi cái hình giống em rồi sao? Cái gì? Người ta kêu đi cái hình giống em rồi sao? Thì đi cái hình giống em thì được, chứ còn màu giống em sao được. À. Mỗi người ta pha ra một lần một thôi chứ. Cái này đâu có công thức mẹ gì đâu. Giờ người ta hỏi màu này xăm làm sao, anh nói bó tay. Pha đâu cả chục màu vô hôm đó, giờ nó ra màu gì nó ra à. Lúc đầu anh định xăm cho em màu tím thủy chung á. Mà nhìn nó kỳ quá à. Cho nên xăm màu lấy cũng được phơi quá một tì ha. Em hỏi lại liền, ăn đấm không? Muốn ăn đấm hay ăn đá? Ăn rau muống xài với em nha. Ôi, vậy sao mới xong xong rau muống? Ủa anh chứ anh chưa ăn gì cũng được. Miếng ốc nha. Hả? Miếng phở bò nha. Ừ, phở bò được. Chung anh không có kỵ những cái đó. Có anh... kỵ rau muống không anh? Không. Thoải mái. Nhưng mà anh không biết ăn rau muống. Anh thèm nó vậy sao? Hả? Thèm gì thèm rau muống trời. Em có món rau muống xào làm tới. Dễ nuôi lắm anh. Ăn rau muống không à hả? Ờ, hay vậy? Dễ nuôi vậy à? Đợt em làm lông mày với sữa mũi nè, kiên rau muống mày muốn khóc luôn á. Nhưng thỏ vậy ha. Thỏ nó cũng ăn rau muống không? Em dễ nuôi mà. Ừ, dễ lắm em. Em dễ dễ nữa. Ôi. Để cái mặt xuống thử. Sao không để mặt xuống? Hả? Mình để cái mặt xuống hồi mình xỉu nó không hay luôn. Vậy tính ra anh xăm từ từ vậy êm hơn phải không vậy? Yeah. Anh xăm từ từ vậy êm hơn phải không? Từ từ rồi sao? Thì nè, giống như nãy giờ anh đang làm nè. Ờ, rút kim ra êm nè. Trời, giờ anh hiểu rồi. Để em tô màu cho nha. Ừ. Em tô vô con mắt của anh thì được. Chứ em tô vô thằng xăm anh khóc á. Con mắt nó đang bình thường, em tô vô màu đen hay màu đỏ gì tùy em.
do người em đang bệnh nó yếu rồi anh Trung ơi. Hay là do em chịu được cái máy kia ta? Cái máy vừa rồi á. Cái máy vừa rồi đau hơn nhiều. Vì mà cái máy đó em chịu được ta? Hay là do người em yếu? Vì ông nãy giờ làm gần 3 tiếng rồi không? Giỡn hoài anh, làm gì lẹ vậy? Chứ gì? Chứ ông tưởng nãy giờ làm được tiếng hồ hả? Nghĩ sao giờ quậy? Không, em mới tiếng máy à. Anh nói cái máy này nó nhẹ nè. Do chắc người em bệnh em yếu quá ta. Người em yếu mà làm gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chì được. Hồi nãy cái lúc mà em tắm á, em kỳ cái lưng á, là em thấy cái da em đụng như không bình thường, nó đau rồi. Hồi nãy cái móng của em gãi á, là em thấy cũng có sự nhiên nãy nó đau kỳ vậy. Nhìn đâu kìa trời. Rồi, trời ơi, tao xa vợ 8 tháng rồi đó bay. Bay ngồi bay hung nhau hoài. Anh ăn cơm chưa? Dạ. Nghĩ thì sao? Không cảm giận em đi anh. Một thằng già xa vợ bao nhiêu lâu nay? Anh lên Facebook anh chúc cho người ta ăn cơm chó hoài. Cơm chó là cái gì? Không hiểu. Là cái gì không hiểu thì đó, anh nói thiệt đó. Em giải thích cho anh Trung nghe đi. Cơm chó là cẩu lương á anh, là cho người ta thấy mình đang hạnh phúc hay như nhau đó. Giống gì nè. Vậy là gọi là cơm chó hả? Đúng rồi anh. Má anh già thiệt rồi bà ơi. Em cũng có biết đâu, em nghe nói vậy thôi chứ em cũng có biết cái đó là cái gì đâu. Thì vợ anh ngoài quê mà. Vợ anh nhà về quê dưỡng sanh mà. Sanh xong rồi ở cử mà. Không biết mà. Ủa, vợ anh sanh chưa? Sanh rồi, con anh 4 tháng rồi. Sao vợ anh không lên đây? Phải anh phải về đón. Về đó, đón sửa mà cầu thang để cho vợ đi rồi. Hôm bữa qua là cầu thang gỗ đứng. Không sao không? Không. Cái tim xanh lẹ. Thôi. Xanh mà không ăn rau bún được. Không, bữa sau. Bây giờ em xanh xong ngày mai ăn bình thường. Bữa sau đi. Trời ơi, giờ chẳng lên gò dắp anh lười lắm. Anh lười hả? Đau là biến đi gò dắp á. Vậy anh ở đây đi, em bắt em đi. Trời ơi. Rồi, thôi luôn. Tăng đưa đi cà phê với chị Trang em. Ủa, gò dấp có bán rau muống ngon hả? Nghe chợ gò dấp á. Là chỗ nào? Đường Nguyễn Thái Sơn. Quán ốc nào Thủ Đức em cũng thử. Rau muống nhập, rau muống mà ngon là chỉ tiêu nó phải làm sao? Nó phải non anh. Nó phải xào vừa tới. Không có quá rụt mà cũng không có quá sống. Gia vị cũng vừa đủ. Biết. Trời ơi, 21 giờ anh vô. Sao rau muống cho bé ăn một lần. Mày bỏ cái quán ốc đó luôn. Đại nha. Thiệt. Hồi đó hai chồng anh tính mở quán nhậu mà vợ anh làm cái vị lạ lắm. Nhỏ lớn giờ đi nhậu quán nhiều lắm rồi.
á. Bà làm chân gà em ăn là cái mắt em giật 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 luôn á. Rồi anh hồi nãy nhớ bo nha bạn. Tay trái rồi anh tay phải rồi vậy. Nghe là nhạc gì? Tình khúc bất hủ. Mai không nghe chuyện nữa, mai nghe nhạc. Em nhiêu tuổi mà em nghe được mấy nhạc này hay vậy bé? Trời. Cái gì mà hỏi tuổi mà còn suy nghĩ ghê vậy? Em nhiêu tuổi? Dở mang thì. Hồi đó nhà bán cà phê hay sao? Ba em ghiền á, sáng sớm nào cũng bắt nhàn công tùm. À kiểu như là ba mơ văn nghệ đúng không? Ba bán hay không? Hay chứ anh. Bán hát còn bolero không phải không? Đúng rồi. Tô màu có đi nét lại không anh? Không anh. Đúng bữa Di Huy nó đúng luôn, nó đang buồn mà giờ tìm anh Trung mà khóc luôn. Anh kêu nó tìm anh nhậu mà nó nghĩ cái nghĩa gì mà nó kêu khóc không biết luôn. Anh giờ có nhậu được nó đâu. Sao vậy? Anh bệnh rồi. Ủa? Anh giờ uống dữ lắm 10 lon à. Trời ơi. Ít ghê. Cố lên. Nghe nhạc này có cảm thấy người nó vui ghê á. Mấy bữa nghe chuyện người nó buồn yêu à. Ủa nhạc bất hủ sao có độc gáp nữa.
cái nhạc mà của người ta Lê Minh Tài cho anh Trung nghe không? Bolero. Để anh đang nghe nhạc này đang vui. Ôi trăng. Cái thằng Bolero á. Cái bài mà cái thằng cô gái mà nó hát thành Bolero á. À, à Tài Smile hả? Đúng rồi. Dẹp đó luôn rồi. Nên anh lùi bước. Rồi gấp bao rồi. Cái gì em? Bao tay bị gấp. Chưa. Quay phim ở ngoài.
chưa anh? Còn một chút xíu nữa. Xong xong chơi đồ má luôn đi. Để chịu chút xíu nữa nha. Một chút xíu nữa rồi xong vô rồi đi. Xong càng nhiều lắm. Tho nhiều nha. Gắn cái khúc này cỡ hai ngón tay rồi. Hai cái móng tay rồi. Bây giờ chỗ đôi đầu quá anh rồi. Anh biết mà. Vô miếng vitamin MM liền. Không có chỗ đau thiệt anh nè. Ừ, em biết đau mà. Vậy để em tô màu cho nha. Trời ơi. Em tô.